Trần Nguyên Hy bị mắng giữa nốt Mộng Hoa Lục ngày càng nổi tiếng. Trần Nguyên Hy đã nhận về vô số bình luận tiêu cực giữa bản thân không gây ra chuyện gì quá đáng. Từ khi lên sóng tối nay Mộng Hoa Lục nhận về rất nhiều tín hiệu tích cực. Phim được khen ngợi từ bối cảnh đến dân diễn viên, đặc biệt là phản ứng hóa học của cặp đôi chính. Cả gia đồng loạt khen ngợi ngoại hình của Trần Hiểu và Lâu Diệp Phi, họ cho rằng cả hai đứng chung không hình, nhìn vô cùng cân xứng. Gần đây cặp đôi chính của Mộng Hoa Lục còn lên thẳng hot shot vì nụ hôn cực cháy, phân cảnh thân mật của cả hai khiến khán giả vô cùng phấn khích nhưng sự nổi tiếng của bộ phim vô tình khiến một người bị vạ lây đó là trần nghiên hy nữ thần thanh xuân một thời của rất nhiều chàng trai giữa lúc mộng hoa lục liên tục chiếm lĩnh hot search vợ của trần hiểu cũng được rèo tên hashtag đó là thẩm giai nghi bất ngờ xuất hiện dù không có sự việc liên quan đang nói trần nghiên hy từng hóa thân thành thẩm giai nghi trong cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi do đó số ít cư dân mạng cho rằng cô tự mua hot search để đánh dấu chủ quyền với trần hiểu thậm chí một bộ phận fan couple của Mộng Hoa Lục đã để lại bình luận chỉ trích Trần Nghiên Hy. Những người này thắc mắc vì sao Trần Hiểu lại này nữ diễn viên, đồng thời họ còn liên tục khen ngợi khí chất của Lưu Diệc Phi. Từ khi phim chiếu đến nay, Trần Nghiên Hy chưa từng làm gì quá đáng, cô chỉ yên lặng ủng hộ chồng và không hề gây chiều trò tạo nhiệt. Bên cạnh đó chưa ai có bằng chứng cho thấy vợ của Trần Hiểu mua hot shirt. Một số người còn nhận định có thể ai đó ác ý muốn chơi cô. Vì thế cộng đồng mạng cảm thấy bất bình khi Trần Nghiên Hy ngồi im nhưng vẫn bị mắng một số bình luận như sau triệu Phan nhi là của cổ thiên phàm còn trần hiểu của trần Nghiên hy phân biệt dùm đi nậm phim đến mấy cũng phân biệt dùm nha phim là phim đời là đời sao fan couple không phân biệt được cái gì là thật cái gì là giả vậy ngoài đời lưu diệp phi với trần hiểu không sao tác họ quay xong là thôi luôn mà cũng có người ngồi ghép đôi cho bằng được xem phim xong không phân biệt được đâu thực tế đâu là phim à từ hồi ông bà trần lấy nhau đã bị chủ chuyện ly hôn nhiều lần rồi năm nào cũng tràn vào hỏi họ bao giờ ly hôn Giờ con của hai người lớn rồi nhưng vẫn bị hỏi như vậy. Cũng may là cả hai cùng nghề. Chứ Trần Nguyên Hi là người bình thường chắc chị ấy phát điên mất. Bộ phim Mộng Hoa Lục được phát sóng vào mỗi tối thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.